chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi. Hướng dẫn tự theo dõi sau tiêm phòng vaccine COVID-19. Tự theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu. Liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến ngay bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau. Ở miệng có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. Ở da có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da. Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật. Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, cất. Đường tiêu hóa có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái. Toàn thân chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn. Sốt cao liên tục trên 39 độ mà không đáp ứng thuốc hạ sốt. Những điều cần lưu ý. Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau khi tiêm. Không nên uống rượu, bia và các chất kích thích, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau khi tiêm. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ. Nếu thấy sưng đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng, đau. Thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm lau bằng khăn ấm tại trán, cố nách, bẹn, uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Đường dây nóng của y tế 1900 9095. Cổng thông tin tiêm chủng https://tiêmchungcovid19.gov.vn.